Đóng cửa tạm thời là tình cảnh chung của nhiều quán ăn tại Hồng Kông, Trung Quốc thời điểm này. Nhà hàng 20 năm tuổi chuyên phục vụ các món dim sum mang phong cách Quảng Đông này cũng đã thông báo tới các thực khách sẽ đóng cửa. Tôi cảm thấy bất lực cho nhà hàng dưới tác động bởi đại dịch. Chúng tôi không chỉ đến đây ăn rồi ra về. Chúng tôi còn có cả những người bạn ở đây, từ nhân viên thu ngân đến nhà bếp. Việc chính quyền đặc khu siết chặt các quy định Zero Covid đã buộc nhiều cửa tiệm không được phép cung cấp dịch vụ ăn uống sau 6 giờ chiều. Hệ quả là sẽ có khoảng 1/5 số nhà hàng phải đóng cửa tạm thời đến hết tháng 3. Rất nhiều nhà hàng lớn, đặc biệt là những nhà hàng rộng hơn 1.000 m², thà đóng cửa tạm thời, mất tiền thuê nhà, còn hơn mở cửa rồi chịu một loạt chi phí từ nhân công, điện, ga cho đến thực phẩm. Hiệp hội bán lẻ Hồng Kông nhận định, dù không bị bắt buộc ngừng kinh doanh, nhưng nhiều cửa hàng thời trang hay cung cấp dịch vụ hiện đang trong tình trạng không khác gì đóng cửa. Thiệt hại đã tăng lên mức 60% doanh thu trong dịp cuối tuần vừa qua. Trong ngắn hạn, tâm lý người tiêu dùng kém sẽ khiến tăng trưởng của Hồng Kông rơi vào con số âm trở lại trong quý 1. Đến quý 2, điều đó thực sự phụ thuộc vào việc liệu chính quyền có sẵn sàng nới lỏng một số biện pháp hay không. Cũng cần tính tới kích thích tài khoá mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, thiệt hại sẽ chưa dừng lại ở đó. Trung tâm tài chính của khu vực đang chứng kiến một làn sóng nhân viên ngành tài chính rời khỏi đây. Trong cuộc khảo sát gần đây, 40% thành viên của Phòng Thương mại Mỹ AmCham tại Hồng Kông, Trung Quốc cho biết họ có thể rời đặc khu hành chính này nếu các chính sách về Zero Covid còn được áp dụng, trong khi nhiều quốc gia đã mở cửa hoàn toàn. Tổng số người nộp đơn xin thị thực từ tất cả các quốc gia theo chính sách việc làm chung đã giảm 1/3 vào năm ngoái tại đặc khu này. Xét cho cùng, mặc dù có thể đạt được số ca mắc COVID-19 về không, nhưng sẽ rất khó duy trì mãi chính sách đó và chi phí duy trì nó là bao nhiêu. Đây là rào cản lớn nhất với Hồng Kông trong năm 2022, nếu không muốn rơi trở lại suy thoái, trong khi thế giới bắt đầu bình thường hóa. Số liệu mới nhất từ Tổng hội Thương mại Hồng Kông cho thấy, cơ quan này đã hạ tăng trưởng của nền kinh tế Hồng Kông từ 2,8% công bố vào cuối năm 2021 xuống còn 1,2%. Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh tăng lên 4,8% vào cuối năm nay.